Thiện cũng xin chào tất cả bà con đã quay trở lại kênh bơm nước Thiện bơm nước mini Nhật Bản nha. Hôm nay hàng của Thiện mới về nè, những cái lô đầu nổ từ 3 ngựa, 5 ngựa, 7 ngựa là kính thưa các loại đầu nha. Bà con nào muốn cần cái loại nào cũng có cái đầu loại đó luôn. Thì những cái dòng này là nếu mà anh em lái mà lấy á, thì sẵn lấy mà lấy đâu phải lấy số lượng nha, thì Thiện sẽ đợi giá mềm giờ cho dọn. Còn bà con nào lấy một con thì đừng nên lấy một con giờ dọn là thiếu đồ á, là bỏ con máy đi là uổng lắm nha. Thì bắt buộc bà con lấy á, thì phải lấy từ hai con á, là có nghĩa là giống nhau, mà đỡ mà mình giờ mình dọn hơn á, thì nó nổ hết hai con nha. Còn mà lấy một con giờ lỡ thiếu đồ á, là bỏ đi là uổng đó. Những cái con bơm nước nè, những cái con bơm nước á, họng một tấc nè đó, họng một tấc con Robin E257 ngựa nè, họng một tấc rất đẹp nè đó, máy mới dời mà nó đẹp như vậy nè, thì bà con thấy dòm nè, thấy quá cho đẹp luôn đó. Đầu nổ Kuta nè, đầu nổ EI44 Rubin EI44 nè. Những cái con này là con, như con này là 10 ngựa nha bà con. Đó, bơm ra Rubin EI15 nè. Đầu nổ Kuta rất nhiều loại nha. Subura, Yangma. Đó, có con Rubin EI18 tua nhanh nữa kìa. Con này cũng tua nhanh luôn nè. Đó, hai con tua nhanh. Cũng có Kuta, nó rất nhiều đồ hàng hợi. Đây cũng có con đầu Rubin, đây con lớn ngựa nè, EI35 nữa nè. Trời, những cái đầu lớn ngựa đỡ với giờ mình chạy giỏ đồ luôn nha. Đó, những cái con này giờ bà con độ lên chạy giỏ được nè, lớn ngựa nó mạnh nha. Đó thì những con bơm nước đây nữa nè, đây cũng có một cái con họng một tấc là nó nằm trên cái dàn bánh xe luôn nè. Đó thì đây hàng mới giờ thì nó bị dính nhớt dính này dính nọ, chứ thiệt ra Thiện dọn lên là rất đẹp xuất sắc nha. Đó bà con dòm nè. Đó thì hôm nay Thiện có bổ sung là cái lô hàng này nó dính là 4 con máy phát điện. Alo. Đó, những con máy phát điện này là từ 2 kg nè. Alo. Đó coi nè, hàng dòng đơn go của Nhật như thế nè, rất đẹp xuất sắc. Đó thấy bà con dòm thấy không? Nhưng mà đây con em xin ra qua quá đẹp luôn, đẹp còn mới tinh xà beng luôn. Đó bà con nè, anh em nào mà lái nào lấy giờ luôn. Đó là điện 110, bà con nào lấy hết thì đỡ giá sỉ giờ cho bà con dọn luôn nha. Đó nè. Riêng con này là đẹp 95% luôn nè, con này còn mới tinh luôn. Đó, con này có thể đổ xăng vô nổ luôn. Anh có lấy hay là không? Những cái con này là chắc đổ xăng vô là nổ. Chờ coi bình xăng này, thấy bà con dòm nè, nó quá trời mới luôn. Đó, quá trời mới luôn nha. Còn bộ những 4 con này là lớn từ 2 kg đổ lên nha bà con. Để Thiện coi cái thông số nè. Đó, tại vì cái hàng này lần đầu tiên hàng nó mới dời, Thiện cũng chưa có biết, cho nên cũng chưa có coi kỹ. Đó thì Thiện sẽ quay sơ qua cho những anh em nào thương lái mà thấy. Đó như cái con này là 2,2 kg nè, Thiện thấy 2,2 kg rồi nè nha. Đó là những anh em nào thương lái mà giờ bên cái dòng phát điện này á, có hiểu biết gì á thì phát biểu dùm cho Thiện tí nha. Tại vì những Thiện lấy hàng là chỉ dính lô giờ là Thiện đăng Thiện bán thôi. Những con này nè, đó như con này nè, nó cũng là xin đâu qua, nhưng mà nó bị dính bụi thôi nè. Đó thầy bà con thấy không, nó quá trời đẹp luôn. Ngược con này nữa nè, nó mó tinh luôn. Đó thì bà con dòm nè, quá trời đẹp xuất sắc luôn, phải không? Đó thì bà con nào quan tâm, anh em là lái nào quan tâm tới thì cứ điện thoại kết bạn Zalo cho Thiện. Đó thì bà con dòm nè, thấy không, quá trời đẹp xuất sắc luôn. Đó, quá trời đẹp luôn nè. Đầu nổ đầu đồ này quá trời luôn. Đó, anh em lính bữa nay điều lính là lần 4-5 người để mà lấy hàng. Lô này giờ là gần 300 cục đầu nổ luôn nha. Đó, máy bơm nước này nọ đầy đủ hết. Thì bà con nào mà muốn Thiện dọn thì Thiện có đăng lên kênh đó, Thiện bán giá rất siêu rẻ trong cái mùa dịch này. Còn bà con nào muốn mua giờ dọn cho nó vui đó thì bà con cứ mua. Nhưng mà cánh miền Nam là hiện tại bây giờ là Thiện không thể nào gỡ hàng được nha. Nếu mà gỡ được thì nó đi rất lâu. Đó cho nên nếu bà con nào mà thích thì cọc cho Thiện, chốt bao nhiêu con nào Thiện sẽ lên đơn đóng thùng, và Thiện sẽ tìm cách để liên hệ với bưu điện, mà bưu điện vừa nói là thả sổ là Thiện sẽ đóng hàng đi cho bà con, rẹt rẹt cho bà con nha. Đó có con Kuta kia, máy ngựa mà lớn ghê đó, toàn bộ đây những đầu nổ đây quá trời đẹp xuất sắc luôn đó, đầu cũ mà như vậy rồi bà con quá rõ rồi. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con nha, chúc bà con một buổi sáng được mạnh khỏe nha. Mùa Covid này chuẩn bị cầu xin cho nó mau trôi qua cho mau, để cho bà con mà có công việc làm, công việc cho ổn định. Rồi Thiện cũng xin chào.